Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua EU thông báo đã gửi 220.000 quả đạn pháo cho Ukraine Nga cảnh báo việc NATO dùng vũ khí cho Ukraine phản công Ông trùm Quatner Pridoshin khó có thể rút lực lượng khỏi Pakhmut giao tranh ác liệt ở pháo đài miền Đông, hỏa lực Ukraine thiêu rụi sở chỉ huy cùng nhiều đơn vị pháo binh Nga. Mỹ, Hàn Quốc đồng loạt áp lệnh trừng phạt Triều Tiên Mỹ thất lạc 1 triệu linh kiện của tiêm kích F-35 Chị phụ Đức vẫn bất đồng về chiến lược mới với Trung Quốc Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây Minh xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. EU thông báo đã gửi 220.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Kính thưa quý vị, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU cho biết hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 5, các nước thuộc Liên minh châu Âu đã cung cấp 220.000 quả đạn pháo cho Ukraine theo một kế hoạch mang tính bước ngoặt được đưa ra cách đây 2 tháng nhằm tăng cường hỗ trợ đạn dược cho Kiev chống lại cuộc xâm lược của Nga. Ông Joseph Borrell cho hay, các quốc gia EU cũng đã cung cấp 1.300 tên lửa theo kế hoạch và đang trên đà đạt được mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn pháo trong vòng một năm cho Ukraine. Mặc dù một số quốc gia EU quan ngại về tính khả thi của mục tiêu đó. Những ngày tuần và tháng sắp tới sẽ mang tính quyết định chiến lược trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Borrell nhận xét với các phóng viên khi công bố các số liệu vào cuối cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại Brussels. Các chính phủ EU đã đồng ý kế hoạch cung cấp đạn dược hồi tháng 3 sau khi Kiev cảnh báo rằng họ đang rất cần đạn pháo. Trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao dữ dội với hàng ngàn quả đạn được bắn ra mỗi ngày. Kế hoạch của EU trị giá ít nhất 2 tỷ euro bao gồm 3 phần, tất cả đều gắn liền với các ưu đãi tài chính. Hai phần đầu sử dụng quỹ có tên là Cơ sở hòa bình châu Âu, trong đó có hoàn lại một phần cho các quốc gia cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Kế hoạch này đánh dấu lần đầu tiên EU tham gia tài trợ cho việc mua sắm vũ khí chung quy mô lớn và phản ánh cách EU tham gia sâu hơn vào các vấn đề quân sự kể từ khi lực lượng Nga tràn vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Phần đầu tiên của kế hoạch khuyến khích các thành viên EU gửi đạn dược từ kho dự trữ, phần thứ hai khuyến khích các quốc gia đặt hàng chung và phần thứ ba tập trung vào việc giúp các công ty vũ khí tăng năng lực sản xuất. Ông Borrell khẳng định 220.000 quả đạn đã được cung cấp theo phần đầu tiên của kế hoạch. Theo các quan chức, các hợp đồng mua sắm chung đầu tiên trong phần thứ hai của kế hoạch dự kiến sẽ được ký kết vào mùa hè. Nga cảnh báo Việt-NATO dồn vũ khí cho Ukraine phản công Quan chức Nga cảnh báo nguy cơ mắc sai lầm của phương Tây khi tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine để giúp nước này phản công. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT hôm ngày 23 tháng 5 rằng NATO không cho rằng đây là kịch bản nghiêm trọng. Nếu không, NATO đã không cung cấp những vũ khí nguy hiểm như vậy cho chính quyền Ukraine. Rõ ràng, họ nghĩ rằng một cuộc xung đột hạt nhân hay ngày tận thế hạt nhân là kịch bản không bao giờ có thể xảy ra. Theo ông Medvedev, NATO không đánh giá nguy cơ xung đột hạt nhân một cách nghiêm túc quan chức Nga nhấn mạnh. Họ đã sai. Đến một lúc nào đó, các sự kiện có thể diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn không thể đoán trước được. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ông Medvedev cảnh báo, càng nhiều vũ khí được cung cấp, thế giới càng trở nên nguy hiểm hơn. Ông Medvedev nói thêm, các vũ khí ngày càng có sức tàn phá lớn, kịch bản thường được gọi là ngày tận thế hạt nhân càng có khả năng xảy ra. Theo cựu Tổng thống Nga, không ai biết liệu các bên đã vượt qua điểm không thể quay đầu hay chưa. Không ai biết điều này, đó là mối nguy hiểm chính. Bởi vì ngay sau khi họ cung cấp thứ gì đó, họ lại nói, hãy cung cấp thêm thứ này nữa, tên lửa tầm xa hoặc máy bay. Ngày càng nhiều loại vũ khí nghiêm trọng hơn được sử dụng. Đó là xu hướng hiện nay, ông Medvedev kết luận. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga hồi tháng 2 tuyên bố, Moscow sẽ tự bảo vệ mình bằng mọi cách kể cả vũ khí hạt nhân. Ông Trump, Warner Bragossin khó có thể rút lực lượng khỏi Bakhmut. Khi được hỏi liệu ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Warner Bragossin có còn được phép rút quân khỏi Bakhmut từ ngày 25 tháng 5 hay không, ông Cherevati nói: "Tôi nghĩ rằng giới lãnh đạo Nga sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn ông ta làm điều này. Đây là dự đoán của tôi." Lãnh đạo Nga sẽ không cho phép chủ sở hữu của công ty lính đanh thuê quạt nợ rút lực lượng của mình khỏi thị trấn Bakhmut bị chiến tranh tàn phá của Ukraine ở Donetsk Oblast. Người phát ngôn của nhóm lực lượng miền đông Serhiy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC Ukraine vào ngày 23 tháng 5. Khi được hỏi liệu ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Pridosin có còn được phép rút quân khỏi Bakhmut từ ngày 25 tháng 5 hay không, ông Sherevati nói, Tôi nghĩ rằng giới lãnh đạo Nga sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn ông ta làm điều này. Đây là dự đoán của tôi. Shervati nói rằng ông Pridosin rất muốn rời bỏ Batmut để bảo toàn những gì còn lại về nhân sự và danh tiếng của mình. Ông Shervati nói, Pridosin hoàn toàn hiểu rằng sớm hay muộn có thể là sớm thôi, đơn giản là ông ta sẽ bị đập tan thành từng mảnh. Pridosin tuyên bố đánh chiếm hoàn toàn Batmut vào ngày 20 tháng 5, theo ông, các chiến binh của ông sẽ kiểm tra Bạch Mút trước ngày 25 tháng 5, sau đó sẽ rời thị trấn, bàn giao nó cho Bộ Quốc phòng Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine và Bộ Quốc phòng phủ nhận thông tin này, nói rằng giao tranh trong thị trấn vẫn tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 5 cho biết Nga đã thiệt hại hơn 100.000 quân trong trận chiến giành Bạch Mút. Trong khi đó, tờ Bưu điện Washington cho biết, hiện tại, Nga dường như đang kiểm soát những gì còn lại của thành phố Bakhmut nơi từng là nơi sinh sống của khoảng 70.000 người. Mặc dù Sehi Charevati, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Quân sự miền Đông Chiều khẳng định rằng quân đội của Kiev vẫn giữ các vị trí nhỏ ở rìa phía tây nam của Bakhmut và đang chiến đấu với lực lượng Nga ở ngoại ô. Dâu tranh ác liệt ở pháo đài miền Đông, hỏa lực Ukraine thiêu rủi sở chỉ huy cùng nhiều đơn vị pháo binh Nga. Trong diễn biến mới nhất về chiến trường Bakhmut, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ngày 24 tháng 5 cho biết, quân Nga đang cố gắng tiến vào làng Kromos gần Bakhmut và lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh trúng hai đơn vị pháo binh, một kho đạn và ba cứ điểm kiểm soát của địch. Trong ngày 23 tháng 5, lực lượng phòng không chiến đấu của lực lượng phòng không Ukraine đã thực hiện 14 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị quân sự của Nga. Ba trong số đó nhằm vào các hệ thống tên lửa phòng không, cũng trong ngày này, 4 chiếc UAV Shahed của Nga đã bị tiêu diệt. Các đơn vị tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tấn công 3 điểm kiểm soát, 4 khu vực tập trung vũ khí và thiết bị quân sự, một kho đạn dược, hai đơn vị pháo binh trong các vị trí khai hỏa và ba mục tiêu quan trọng khác của Nga. Không có cuộc tấn công tên lửa nào trong ngày nay. Tuy nhiên, quân Nga đã tiến hành 25 cuộc không kích và bắn hơn 20 phát đạn phòng không vào các vị trí đóng quân của Ukraine người Nga tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các mặt trận Kubian, Liman, Bakhmut, Adivka và Madaka. Trong ngày, 16 trận đụng độ đã diễn ra trên các khu vực được chỉ định của mặt trận. Bakhmut và Madaka vẫn là tâm điểm của chiến sự. Chuyển qua một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mỹ, Hàn Quốc đồng loạt áp lệnh trừng phạt Triều Tiên Mỹ và Hàn Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các tổ chức và công dân Triều Tiên bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động trái phép trên không gian mạng. Bộ Tài chính Mỹ hôm ngày 23 tháng 5 cáo buộc các cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách đen đã tạo ra doanh thu mờ ám và tiến hành các hoạt động trái phép trên không gian mạng để hỗ trợ chính phủ Triều Tiên thực hiện các chương trình phát triển vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo. Các tổ chức của Triều Tiên bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt gồm Đại học Tự động hóa Bình Dưỡng, Cục Trinh sát Kỹ thuật thuộc Tổng cục Trinh sát và Trung tâm Nghiên cứu 110, đơn vị cấp dưới của Cục Trinh sát Kỹ thuật. Một tổ chức khác bị áp lệnh trừng phạt là Công ty Hợp tác Công nghệ Thông tin Xinjiang. Một cá nhân bị trừng phạt là Kim Sanman, người được cho là tham gia vào việc thanh toán tiền lương cho các thành viên trong gia đình các chuyên gia Triều Tiên của công ty Xinjiang ở nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington đang thực hiện các bước phối hợp với Hàn Quốc, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với các tổ chức và cá nhân của Triều Tiên có liên quan đến các hoạt động mạng bất hợp pháp. Mỹ thất lạc một triệu linh kiện của tiêm kích F-35 Chính phủ Mỹ xác nhận quân đội nước này đã làm thất lạc lượng linh kiện trị giá 85 triệu USD của tiêm kích F-35. Cơ quan thẩm định trách nhiệm chính phủ Mỹ, gọi tắt là GAO, cho biết hơn 1 triệu linh kiện đã bị thất lạc từ chương trình chế tạo và sản xuất tiêm kích F-35 của nước này. Các linh kiện này bao gồm lốt, càng hạ cánh và ống vít, vân vân, với tổng giá trị khoảng 85 triệu dự Báo cáo của GAO cho biết nếu Bộ Quốc phòng không thực hiện các động thái nhằm bảo đảm rằng các vụ tôm thay thế này được kiểm soát theo hợp đồng, chương trình chế tạo tiêm kích F-35 sẽ không thể duy trì trách nhiệm giải trình đối với sự thất lạc này, cũng như không có đủ dữ liệu để chứng minh rằng lợi ích của chính phủ được bảo vệ. Theo CAO, các phụ tùng trên được sản xuất bởi nhà thầu Lockheed Martin và được lưu trữ tại nhiều địa điểm trên thế giới nhằm cung cấp linh kiện thay thế cho phi đội F-35 của Mỹ. F-35 được coi là tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ nhờ hội tụ những yếu tố của một vũ khí chiến đấu uy lực như khả năng tàng hình trước radar, tốc độ ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại. Mỹ đã phát triển F-35 thành 3 biến thể khác nhau, trong đó F-35A dành cho không quân, F-35C cho hải quân và F-35B dành cho thị quân lục chiến. Điểm đặc biệt của F-35B là nó có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng. Tuy nhiên, F-35 cũng là một vũ khí gây tranh cãi vì thời gian phát triển lâu hơn dự kiến, cũng như các loại kỹ thuật đã phát sinh khiến cho dự án bị đổi chi phí lên cao, biến nó trở thành máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất thế giới. chính phủ Đức vẫn bất đầu về chiến lược mới của Trung Quốc. Các quan chức trong chính phủ Đức vẫn chưa thể tìm kiếm tiếng nói chung trong quá trình thảo luận xây dựng chiến lược mới với Trung Quốc. Một trong số ba nguồn tin chính phủ Đức tiết lộ, chiến lược an ninh quốc gia mở rộng của Đức dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại nội các trong ngày 14 tháng 6 tới. Chúng tôi không thể có được một chiến lược với Trung Quốc chỉ trong 6 ngày sau đó, thời gian dẫn đến cuộc thảo luận song phương hiện nay liên minh cầm quyền đang tranh luận gây gắt về chiến lược đối với trung quốc các bộ ngoại giao và bộ kinh tế các vị trí do đảng xanh nắm giữ đều ủng hộ chính sách hạn chế hơn các mối quan hệ kinh tế với bắc kinh phó thủ tướng bộ trưởng kinh tế robert haypec ủng hộ quan điểm sang lọc đầu tư của các công ty đức đang làm ăn tại trung quốc để bảo vệ công nghệ và bí quyết nhạy cảm trong khi đó thủ tướng đức olaf Scholz muốn thúc đẩy kinh tế thông qua dự án đầu tư của tập đoàn vận tải biển cosco Trung Quốc vào cảng container ở Hamburg, vốn được coi là tài sản chiến lược. Vào năm ngoái, nhà lãnh đạo này đã chỉ đạo đánh giá lại cách thức tương tác của Đức với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất, song cũng là đối thủ cạnh tranh và đối thủ chiến lược với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Đức sẽ chỉ công bố chiến lược với Trung Quốc khi liên minh cầm quyền công bố chiến lược an ninh quốc gia mở rộng, trong đó đề cập đến cả các vấn đề về xuất khẩu vũ khí, và khả năng Berlin có hay không nên phát động những cuộc phản công mạng nhằm vào các thực thể sau khi bị tấn công. Cuối tuần trước, tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, ông đã khẳng định đầu tư lớn sẽ tiếp tục chạy sang Trung Quốc, ngay cả khi các chính phủ tìm cách giảm thiểu rủi ro khi tiếp xúc với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình Xin quý vị đến lại cho phần bình luận hoặc gửi qua hồng thư hattidnews gmail com Một lần nữa đội ngũ Hattid News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.